Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Và cái biệt thự của mình nó đã sơ bộ hoàn thiện dần dần rồi đó. Ở phía trước thì mình cũng làm một cái đường đi nho nhỏ ha, để dẫn vào biệt thự nhìn cho nó sang chảnh xíu. Và hôm nay thì ngoài những vị khách như là Zombie, Creeper, nhện, các thứ á, thì mình còn đón nhận thêm một cái vị khách hơi đặc biệt xíu. Đó là mấy anh cướp ha. Ui. Bên cướp còn tập bè, tập bụi dưới con xương nữa. Hư hỏng quá đi. Giờ thì mình sẽ tiêu diệt nốt mấy cái thanh niên đó ha. Rồi, còn cái tên cầm cờ không biết mình có nên tiêu diệt luôn hay không nữa. Thôi chắc giết nốt luôn đi. Một xíu đi uống sữa để giải trừ cái hiệu ứng ha. Rồi. Mệt tiệt á. Bên cạnh đó thì cái biệt thự của mình cũng đã trang trí sơ sơ rồi nha. Tầng 2 thì mình chưa có kịp trang trí, nhưng mà tầng chợt thì mình đã trang trí được một chút rồi nè. Ở đây thì căn phòng này mình làm giống như là căn phòng họp hội gì ha. Cái này là mình làm tượng trưng cho cái tivi á. Không biết có giống không nữa. Cái này là hai cái dàn loa nè, remote các thứ ha, màn hình. Còn đây là ghế ngồi. Rồi sơ sơ cũng có mấy cái thùng để chứa đồ nữa. Còn đây là nơi mình thích nhất nè, phòng ngủ của mình đó nha. Hơi bị xịn, có quạt trần luôn nè. Giường là giường, ba cái giường luôn nha, hơi bị bự, lăn cho nó đã ha. Có chỗ để giáp các thứ nữa. Cái này thì mình còn thiết kế ra cái chỗ để mình ngắm những cái chú ong nuôi bên trong nhà này nè. Trang trí sơ sơ để nuôi ong luôn ha, cũng khá là hay đó. Giờ chắc mình đi ngủ đi, nguy hiểm quá à. Ban đêm ăn hôm quái không à. Nó gừng gừng, nó úp sọt mình là mệt nữa. Ngoài phía bên này thì đằng đầu đối diện á thì mình cũng có trang trí một chút ha. Bên đây thì sẽ là một cái căn phòng ăn đó, kiểu như nhà bếp ha, bàn ăn nè, rồi chỗ để rượu, chỗ rửa chén, còn cái này là cái lò hun khói để mình nấu đồ ăn ha. Đó, cũng có cái quạt trần nữa nè. Mình thấy cái bông này á kết hợp với những cái cửa sập á, nhìn rất là giống cái quạt trần luôn á. Đã vậy còn có hiệu ứng rơi rơi gì nữa nè, nhìn rất là đẹp luôn. Còn phía trong này là căn phòng kiểu như là phòng sưởi thôi. Cái này có lò sưởi ha, chỗ để giáp. Rồi cái chỗ này thì mình sẽ gắn những cái bản đồ nè. Mai mốt mình có bản đồ mình sẽ gắn vào để làm cái chỗ để mình quan sát xung quanh ha. Cái này cũng có ghế các thứ hết rồi. Cái này thì mình chưa có kịp trang trí nên tạm thời cứ để yên ở đó ha. Và bây giờ công việc đầu tiên của mình là mình sẽ đi uống sữa bò cái đó. Bây giờ là lúc mình cần tới sữa bò nè. Mình sẽ đổ tạm cái xô này ra ngoài đi, múc sữa bò. Rồi, hết hiệu ứng điểm xấu rồi ha. Để đảm bảo an toàn chứ hồi đang làm việc mà đi ngang cái bác dân làng á, rồi kéo cái điểm xấu tới thì nguy hiểm lắm. Hôm nay thì chắc mình sẽ bắt đầu vào công việc làm thêm một cái máy farm tiếp theo ha, để mình có thể có được cái nguồn mía nó nhiều hơn nè, mà tự động hoàn toàn, không cần phải đi gặt mía nữa. Thế nên hôm nay mình sẽ làm một cái máy farm mía bự bự một xíu ha. Và những cái máy farm mía thì đa số nó chỉ cần những cái bít tông thôi, cần nhiều bít tông với những cái khối theo dõi ha. Mình sẽ làm những thứ đó ngay bây giờ luôn. Nhưng mà hình như mình hết đá cụi rồi. Ôi, chưa, còn. Dễ cho mà hết được. Dễ gì mà hết được. Bên này, quên nữa ta. Còn bên đây nữa, mình còn nguồn đá cụi dồi dào lắm. Đâu rồi? Ôi không, đây nè. Sao mà hết được. Rồi, sẵn tiện bên đây có bàn chế tạo, mình sẽ chế tạo luôn ha. Mình sẽ cần khá những cái bích tông á nha. Ủa, bích tông thì cần gỗ hả? Thôi giờ mình làm trước những khối theo dõi đi. Khói theo dõi nè, đổi ra thêm redstone nữa. Khói theo dõi 50 thì hơi ít đó, thêm miếng nữa đi. Đây, mình làm stack máy luôn ha. Ui, hết gì rồi? Ủa, còn thiếu gì không ta? Ủa, hết thạch anh mất rồi. Làm một tí xíu thôi à, mà hết trơn thạch anh rồi thấy không. Thôi kệ đi, như đây cũng được mấy hàng rồi đó. Có
có gì hết thì một xíu mình xuống địa ngục mình đào sao cũng được. Giờ thì chuẩn bị thêm thật là nhiều những cái bích tông nè. Bích tông thì mình sẽ cần thêm gỗ. Gỗ thì trên này. Đổi ra. Rồi, bích tông. Mình có bao nhiêu cái khối theo dõi thì mình sẽ làm bấy nhiêu cái bích tông ha. Thêm 10 cái nữa. Ồ, hết đá luôn rồi. Thôi trước mắt là nhiêu đây đi. Làm cái này thì nó tốn khá là nhiều cái nguyên vật liệu ha. Nhưng mà kết quả mình thu được sẽ là một cái lượng mía dồi dào mà mình đỡ phải ngồi gặt từng khu á. Rất là tiện lợi luôn. Xong phim. Giờ thì tìm một cái chỗ để mình đặt cái máy farm này thôi. Ở đây thì đằng kia thì mình không muốn để máy farm mía cho lắm. Tại vì mình đang để cho một cái dự án khác. Chắc mình sẽ xây đâu đó gần gần nhà mình thôi. Để nhiều khi mình làm việc nó còn loát ra rồi nó farm mía cho mình nữa. Chứ xây xa nhà quá là nó không có loát ra rồi mình không có nhận được mía. Bên này thì sao nè? Có nên xây ngay đây không? Ở đây thì nó bị cao quá. Hoặc là xây tít ngoài này cũng không được. Bây giờ tìm địa điểm xây máy farm nó cũng khó lắm á nha. Phải tìm kỹ, tại vì xây xong là không có dời được á. Ngay đây nhờ. Mình thấy đây nó lại bị hợp lý nè. Ngay đây cũng ok lắm á. Ok, chắc mình sẽ chốt khu vực này làm cái chỗ đặt cái máy farm mía của mình ha. Máy farm mía thì xây nó cũng tương đối là đơn giản thôi ha. Mình sẽ đặt một cái chỗ ở đây. Rồi sau đó... Chưa. Nếu mà canh như vậy thì nhiều khi nó bị thiếu á. Cái đường ray này có cần dùng không ta? Chắc hết cần dùng rồi. Mình sẽ dẹp bớt đi ha. Để có thêm cái không gian cho mình làm cái máy farm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây cái máy farm thôi. Đặt ở đây. Kéo dài lên tầm 3-4 ô gì đó. Tại vì cái này mình xây xong thì mình sẽ trang trí lại nhìn cho nó đẹp ha. Chứ để nó lộ mấy cái đường đá đỏ phía sau thì nhìn nó cũng mất thẩm mỹ. Khá là mất thẩm mỹ luôn. Cái tiếp đến thì mình sẽ cắt ra một ô nè. Tại vì cái ô dưới này là ô mình đặt mía rồi đúng không? Đây, mình sẽ đổ nước vô đây sẵn đi. Vì nhiều khi mình thấy vậy chứ mấy phần mía nó dễ mà mình làm cũng nhầm á. Mình là chúa. chúa nhầm lẫn mà. Ủa đúng không ta? Hình như có đó sai sai. Nếu mình đặt nước ở đây là mình phải trồng mía trong này đúng không? Vậy là mình phải đặt cái bích tông ở tít trong nữa. Nè, cái bích tông mình sẽ đặt ở đây nè. Rồi, khói theo dõi thì mình sẽ... Ê. Khoan, đặt ngược thấy chưa? Khói theo dõi mình phải đặt như vậy. Đó, cái mũi tên, cái mặt này nó phải hướng vô trong ha. Rồi, tương tự với mấy cái còn lại thôi. Mình kéo dài ra. Bích tông thì đặt đầu này. Rồi, bây giờ mình sẽ thử. Chưa. Ở phía sau này thì cũng cần phải có những cái block để cho nó dẫn điện, dẫn đá đỏ. Đây, kiểu như vậy nè. Ủa, trong người mình hết redstone rồi. Oh no. Hơi toan rồi, hết redstone. Ôi là trời. Giờ thì mình sẽ đặt cái redstone này vô ha. Đặt vô đây. Rồi, test thử luôn. Đó. Khá là đơn giản ha. Với cái kiểu này á, thì mình sẽ bắt đầu xây cho nó tới đây một cái máy farm đúng không? Thì là nước nó hình như chảy 8 hay 9 ô gì đó. Mình sẽ làm đầu đối diện thêm một cái giống Iran như vậy nữa. Để mình thu được nhiều mía nhất có thể ha. Này 2 ô. Ok, mình sẽ làm ngay đây thêm một cái máy farm Iran cái đó nữa. Rồi sau đó xây thiệt là cao lên trên ha. Đó là ý tưởng của mình, còn xây như thế nào thì một xíu chúng ta sẽ thấy ha. Còn giờ thì bắt đầu vào công cuộc xây thôi. Sắp hết redstone rồi. Chuẩn bị đi đào rồi. Thạch anh cũng hết để làm những cái khối theo dõi luôn. Su cà na thiệt. Tự nhiên làm tới redstone bây giờ cái thấy thiếu hụt dữ người ta. Hôm bữa còn sung sung. Rồi còn thiếu một redstone nữa nè. Hôm bữa sung sung xây cái biệt thự toàn dùng thạch anh thôi. Bố tay chấm cơm thiệt.
Ui con này nó rình rình, nguy hiểm thế. Không để xíu nữa này, nhảy xuống nó nổ cho banh xác thôi. Nãy giờ xây mới được có 3 tầng à, trời đất ơi. Không biết chừng nào mới xong đây. Ở phía sau thì mình định làm một cái mặt giống như vậy luôn á. Để nhìn từ hai hướng thì mình đều có thể thấy được cái máy pha mía của mình á. Cái này chắc tốn cũng bộn rồi nha. Thôi thì bây giờ đành phải đi đào kiếm thêm redstone nè. Và thứ hai là kiếm thêm thạch anh á. Đó là hai thứ rất là cần thiết cho cái máy pha mía của mình. Vô cái hàng vui ghê luôn. Mấy con quái nó quýnh lộn với nhau quá trời đất nè. Mình phải đi giảng quà cho tụi chúng nữa. Rồi cuối cùng thì cũng gặp redstone. À đây nữa, đây nữa. Nói chung thì phiên bản mới nè, mình muốn đào được redstone thì mình cần phải đi thiệt là sâu xuống dưới lòng đất á thì mới tăng cái cơ hội gặp được. Chứ bây giờ ở mấy tầng ở cao cao phía trên là không có redstone cho mình đào đâu. Nó rất là hiếm luôn. Ồ có sắt nữa nè. Thôi bây giờ thứ mình cần chỉ là redstone thôi. Hôm nay là dành riêng một buổi đi đào redstone luôn mà. Ê khoan, hình như ở dưới có cái lòng spawn con gì á. Để mình coi thử. Ồ lòng spawn con xương luôn. Dữ dằn dện vậy. Một cuốn sách bật lùi. Một củ dền các thứ ha. Cũng không có quá nhiều thứ xịn lắm. Thôi cứ lượm trước đi. Đi tiếp. Ồ hướng này hết rồi. Hồi nãy qua đây thấy redstone mà gặp cái lòng spawn cái quên mất tiêu. Ủa có cái thùng luôn. Ủa có xe mỏ chứ luôn nè. Hên vậy. Mỗi bữa đi không thấy đâu bữa nay đi đào redstone mà gặp được xe mỏ chứa rương luôn. Ảo tung chảo vậy. Rồi lấy thêm một chút redstone ở đây. Một stack thấy gì chứ không có xi nhê gì đâu. Mình làm có một xíu là nó hết à. Mau hết lắm. Nên chiếc này lỡ đi rồi kiếm nhiều nhiều mang về luôn nha. Ù là trời. Người ta nói người ta tìm redstone mà cho kim cương chi không biết. Người ta khoái muốn chết à. Mày cầm mồm đi. Ok được hai quặng ha. Cũng được hai quặng được 4 viên. Khá là ổn áp. Rồi cái khu mỏ này bắt đầu nó dẫn mình tới mấy cái đường cục quá trời luôn rồi nè. Hết gặp redstone nhiều như nãy rồi. Nãy gặp redstone liên miên luôn. Nữa thêm một cái xe tiếp. Nãy giờ gặp hai cái xe rồi đó. Nay nhân phẩm của mình hên dữ người ta. Lại gặp thêm cái lòng nữa nè, lòng con gì? Lại là lòng con xương. Mèn đất ô. Thời tới cả không kịp. Sách gia tài luôn. Ghê ghê. Nhưng mà thôi sách gia tài giờ không cần đối với mình đâu. Rồi cái bên lòng con xương là lòng con nhện. Con nhện này hung lắm. Lớn ngỡ là nó cạp vô mình là mình trúng độc liền á. Nè thấy chưa. Đó 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 đó. Nguy hiểm ghê chưa. Lụm 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 thôi, lụm thôi. Giờ gặp kim cương. Gặp redstone quý như kim cương vậy đó. Tại vì giờ đang săn redstone mà. Gặp lại rất là mừng ha. Ui. Tới công chuyện luôn. Gặp kim cương luôn. Nữa nè, redstone nữa nè. Quá xa đã. Giờ biết cái bánh khóe đào rồi. Nên cũng khá là dễ tìm mấy cái loại khoáng sản mà mình cần ha. Cứ đi đúng những cái tầng mà thấp thấp thôi là auto là dễ gặp redstone à. Chứ đi trên cao quá là không có. Mà kim cương bây giờ nó cũng khá là dễ tìm ở những cái tầng thấp á. Không có khó tìm như hồi xưa. Hồi xưa là kiểu đi vô hang lâu lâu hên hên mới gặp thôi. Còn bây giờ đi vô 10 hang chắc nha. 6-7 cái hang là nó có kim cương cho mình ở dưới thấp thấp giống như vậy nè. Rất là tuyệt vời luôn. Nói chung càng update thì Minecraft càng hay ha. Redstone tiếp nè. Quá đã. Làm luôn. Được bao nhiêu rồi? Được gần 3 stack rồi. Kim cương nữa nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mình cũng nghe tiếng nhung nham đâu đây. À nè nè nè, kế bên luôn chứ. Ờ, đây chỉ là một cái hồ nhung nham nhỏ thôi. Đi một hồ mình còn gặp cái kiểu hàng rất là lạ luôn. Nó rất là nhỏ ha. Cái chiều cao của nó chỉ có một ô thôi à. Mình phải đào như vậy thì mới đi vô trong được nè. Và bên trong này nó chứa rất là nhiều redstone luôn. Nãy giờ được nhiêu rồi? 3 stack xương xương là cỡ gần 4 stack rồi đó. Đã chưa, đã chưa. Nữa nè. Ui kim cương tiếp cơ.
Phiên bản mới này đi vô hang là dễ gặp kim cương cực kỳ luôn á. Đúng rồi, đây đích thực là phiên bản dành cho những cái người thợ mỏ đam mê với cái niềm đào khoáng sản ha. Rồi quá trời luôn. Đào lấy nốt số kim cương này luôn đi. Nhưng mà cái xác suất mà nó spawn lộ thiên như vậy thì không được nhiều quặng nha. Hồi nãy giờ mình đào toàn một hai quặng không à. Chưa có cái quặng kim cương nào mà trên 3 luôn á. Su cà na ít lắm. Thôi có cũng mừng, không có đòi hỏi nhiều. Kìa kìa, trong kia còn thấy không? Sao nó ưa có mấy cái hang nhỏ nhỏ giống như vậy nhờ. Đi mắc đào cực ghê á. Rồi lấy nốt luôn. Bao nhiêu đây? Được à, xương xương 5 stack mấy rồi, gần 6 stack rồi. Chiến này giàu to, chiến này giàu to. Nữa nữa nữa. Thiên đường redstone, thiên đường redstone của mình. Con sườn nó đang gần mình. Con sườn láo tét. Đâu có dễ gì mà gần được mình đâu. Tiếp tục nè. Đây rồi, đây rồi, thiên đường redstone. Có cả kim cương nữa. Oh my god. Vậy thì tuyệt vời còn gì bằng. Rất chi về này nọ hết nè. Hai chỗ kim cương kế bên luôn. Để coi mấy viên. Lần này là 4 quặng nha. Quả đã. Bên đây mấy quặng? Bên đây thì chỉ có một quặng kim cương thôi. Ok, và bên cạnh đó có rất là nhiều redstone cho mình đào luôn. Hình như mình đầy kho đồ rồi. Chính xác, chính xác. Mình cần phải nén bớt lại mới được, không thôi là không có đủ sức chứa đâu. Đấy, mình nén lại gần một stack khối kim cương chứ nhiêu. Ôi gì? Khối redstone. Xương xương á mà. Nè nữa nè. Còn rất là nhiều ở đây á. Để mình lấy nốt số này rồi mình mới về được. Tại vì hôm nay mình lấy để mình dùng cho ít bữa nữa mà. Nên lấy thiệt là nhiều đi ha. Chứ để không thôi như bữa nay đang làm mấy farm thì nó lại hết redstone thì cục hứng lắm. Trời ơi. Tới công chuyện thiệt chứ. Kim cương trong trong kẹt này mà cũng bị mình phát hiện nữa. Nói chung là khi mà mình hên á thì làm cái gì cũng lòi ra được viên kim cương hết á. Sợ thiệt. Nữa nè. Gì tới? Làm sao? Ok. Vậy là tự nhiên có kim cương á hả? Thôi thôi thôi, quá hên rồi, quá hên rồi. Chắc bây giờ mình gom nốt số này rồi mình đi lên thôi. Cũng gần được hai stack khối redstone rồi đó. Giờ thì tới đi farm những cái thạch anh thôi nè. Mình còn thiếu thạch anh để làm thêm những cái khối theo dõi á. Anh bên địa ngục thì khá là dễ tìm hơn redstone ha, tại vì nó đa số là lộ thiên hết trơn à. Mình đi vòng vòng một xíu là mình gặp cả đống ấy chứ. Ý là chỗ gần gần chỗ của mình nè, nó cũng còn gần chỗ cánh cổng của mình á, nó cũng còn khá là nhiều luôn. Mình sẽ tranh thủ chuyến này mình sẽ lấy sạch luôn ha. Tự nhiên bây giờ đang đào thạch anh mà nó lội ra cục netherite phát là mình xỉu ngang luôn á. Các bạn đỡ mình nha. Thiệt sự giờ mà đang đào thạch anh mà nó lội ra cục netherite là xỉu thiệt. Không đùa. Xỉu mấy ngày mấy đêm luôn. Nhân phẩm đó được gọi là mắc hên luôn rồi đó, hên nhất luôn rồi đó. Mà cái đó mình nghĩ xác suất nó hiếm lắm. Tại vì thường thường cái quặng netherite thì nó sẽ ở thấp thấp ở dưới chứ đâu có ở trên cao giống như chỗ mình đâu mà có. Nên cái việc đó là gần như là không thể ha, mình ngồi mà bốc bốc phép vậy thôi á. Mày cầm mồm đi. Mà công nhận đào thạch anh đã ghê á. Kiểu nó bị nhiều nhiều thích ghê á. Đây nữa nè. Đào tầm dài chỗ quặng to đùng giống như vậy là đi về được rồi. Nãy giờ đào mới có một tí xíu thôi à. Mà được 3-4 stack rồi. Khá là mau luôn. Đang farm thì tự nhiên có mấy tên Bitlin lại cà kìa mình chứ. Tới công chuyện thiệt. Bên kia thì bị những cái con Reaper làm phiền. Ở dưới địa ngục thì bị Bitlin á. Đâu cũng có mấy tên muốn cà kìa mình hết trơn á. Bởi vì hiền cái là bị ăn hiếp liền. Chắc bữa mình làm giang hồ quá. Hiền quá, mấy thanh niên này cứ dí lại bắt nạt mình thôi. Ok. Gì? Về con không yên nữa. Gì hoài á?
Giỡn không vui, giỡn gì không vui. Bây giờ muốn đi về thôi mà cũng bị cà khịa nữa. Sợ thiệt. Mình tranh thủ ở đây còn miếng nè. Vậy là nãy mày bỏ sót ta. Còn miếng thịt anh gần cái cổng mình sẽ lấy nốt luôn á. Ui trên kia còn nữa kìa. Ui vậy là gần cổng mình còn bỏ sót nhiều lắm. Thôi lấy như đây thôi. Về nhà mà tiếp tục làm cái máy farm mía của mình thôi. Hú hồn chim én à. Không biết là với cái máy farm này thì nó có bị nhỏ quá so với bình thường không ta. Lúc đầu thì mình nghĩ cái máy farm này nó sẽ bự lắm á. Nhưng mà mình xây xong mình thấy nó, nó kiểu nó còn hơi nhỏ nhỏ hay sao ấy. Có nên lên tiếp không? Lên tiếp cao lên nữa. Như vậy thì mình thấy nó vừa tầm mắt mình nè. Tại vì mía mình cũng không có cần tới mức là nhiều thiệt là nhiều đâu. Nhiều khi nhiều quá rồi lắc máy rồi mình chơi không được rồi báo nữa. Thôi chắc xây cao tầm này thôi á. Cái này mình tính là cỡ 10 tầng á. 1, 2, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi vừa đủ 10 tầng luôn. Ở phía sau thêm 10 tầng nữa. Tổng cộng là có 20 tầng á. 20 tầng là mình nghĩ là nó cũng hoạt động tương đối là ổn định để mình có thể có đủ giấy để đổi với mấy bác dân làng rồi. Ok, chốt đơn vậy đi. Giờ vô trong làm thêm mấy cái gói theo dõi nữa cái đã. Thấy đó tốn quá trời gói theo dõi rồi. Những đường dây điện cuối cùng xong. Làm xong cái này tôi điện muốn lú thiệt luôn á. Hôm bữa xây nhà lú rồi giờ chắc làm mấy pha mía giết lú luôn nè. Ở dưới này các bạn thấy không, mình có làm một cái thanh ngang để lót cục đất á. Nhưng mà làm một hồi sao quên mất tiêu thanh ngang. Tới khúc này mất thanh ngang nè, thấy không? Bởi vì làm nhiều giết lú luôn rồi. Ở đây có cái giường ngủ ké một bữa ấy. Ngủ ké dân làng bữa ha. Mặc dù trong làng không còn ai hết á. Kệ, cứ ngủ ké trước đi. Rồi, sáng tới chạy thì mình sẽ tới cái công đoạn chính là trang trí cho cái máy pha mía này. Quên, trồng mía nữa. Để mình đi trồng mía cái. Mình trồng mía xong á, rồi sau đó mình sẽ tới công đoạn là trang trí cho cái máy pha mía. Tại vì cái máy pha mía nếu để như vậy thì mía khi mà nó thu hoạch xong á, nó sẽ rớt ra bên ngoài luôn. Mình phải ốp kính ở mặt trước để cho mía nó không có rớt ra bên ngoài, rồi đặt ở phía dưới này nè. Tầm 2-3 cái rương gì đó để cho nó nhận những cái thanh mía rớt xuống á. Như vậy thì mình có thể đưa cái máy farm này vào sử dụng rồi đó. Thủy tinh thì bây giờ thì mình cần phải chịu khó lấy ở đây ha. Cũng khá là gần nhà mình nè. Mình sẽ lấy tầm 7-8 stack gì đó. Về rồi chúng ta sẽ nung ra ha. Thì mới đổ ốp vô hết cái máy farm của mình. Thì cái máy farm của mình tương đối là cao đó. Sau khi nấu xong thì mình sẽ tiến hành chế tạo ra những... Ôi! Đừng! À! Cái quần đùi gì vậy Ripper? Hả? Ripper? Quê đâu vậy? Màn đét ơi! Ripper này có duyên dữ tao! Nổ cái đi hết luôn rồi! Thiệt tình á! Khổ thiệt! Ta có cái chỗ nhỏ nhỏ đi ta nấu cát, nấu đá đồ. Cũng lời nổ cho được. Nó núp ở đâu ta? Hồi nãy mình mới ngủ ở đây mà. Bó tay chấm cơ với mấy con Ripper này luôn. Ghét. Ghét nó mất. Nó nổ ghét nó bay mất cái nết luôn rồi. Đi cục kiểu ha. Thôi bỏ đó đi xíu mình giá là sao. Cây tê không biết. Giờ mình sẽ ốp hết vô cái máy farm của mình ha. Ở mặt trước thôi. Mặt bên hông thì mình đã ốp bằng thủy tinh thường với những cái lá rồi. Giờ còn mặt trước thì mình sẽ ốp bằng thủy tinh màu trắng á. Nhìn cho nó đặc biệt một tí. À mà khoan. Trước khi ốp tiếp thì để mình làm một cái chỗ giống như là chỗ hứng mía ha. Đây chỗ hứng mía mình sẽ đặt nó ngay đây nè. Nó sẽ gồm có những thứ như là phễu. Phễu là mình sẽ có ba cái ha, và hai cái rương để chứa. Hai cái rương phải dính lại với nhau mới được, giống như vậy nè. Phễu thì ba cái nó sẽ cho vô đây, một cái vô đây, hai cái còn lại chỉ vô cái trung tâm ha. Rồi và phía bên này thì muốn cho nó đẩy xuống nhanh hơn á thì mình có thể dùng những cái băng để mình giúp cho nó đẩy nhanh hơn á. Đây mình sẽ thay vô đây là những cái băng. Đâu rồi ta?
băng mình chụp vô đây mất rồi. Băng nè. Rồi, nhét vô. Bây giờ giục một phát, một là nó đẩy nhiều khi qua tới bên kia luôn á, coi thử nha. Đó, fit. Nó trôi rất là nhanh luôn á. Được thiệt sự, mà chỉ dùng ở mặt dưới thôi. Ở phía trên thì nó sẽ rớt xuống đây luôn á. Nên không cần phải ốp ở phía trên làm gì đâu. Ốp ở đây thôi. Là đủ. Đó. Xong một bên thứng rồi hả? Bên kia thì làm tương tự giống bên này thôi. Xong phân, xong phân, xong phân. Giờ thì có thể áp ca và đợi tao nào. U là trời. Ú. What? Khoan, khoan, khoan. Bị thiếu, bị thiếu. Nhắc đây thêm cây mía nữa. Cái trời ơi, trồng kiểu gì vậy? Trời ơi, trồng kiểu gì chết luôn rồi. Trồng mà thiếu tùm lum. Trời, kiểm tra lại coi coi còn thiếu chỗ nào không. Hình như đủ hết rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Ok. Phía trước coi. Kiểm tra mặt tiền luôn coi. Nở. Nữa, 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 nữa. Sao hay bị thiếu vậy ta? Đó hay chưa? Làm việc quá 180 phút nó vậy đó. Rồi giờ tới con đoạn AFK thôi. Mình hồi hộp quá, không biết. Ví dụ mình AFK tầm, cái này nó mới trồng nên nó tốc độ phát triển nó chưa nhanh. Mình sẽ AFK tầm nửa tiếng á. Để coi coi số lượng mía mà nó cho được trong nửa tiếng sẽ là bao nhiêu. Để mình ước chừng lại mới được. Để em thôi, mình AFK lâu quá nó nhiều mía. Rồi nó nhặt không hết nữa, nó lắc nổ máy đó. Không có giỡn đâu, cái này là nguy hiểm lắm. A few moments later. Nãy giờ cũng gần hơn nửa tiếng rồi đó. Bây giờ cùng mình kiểm tra coi được bao nhiêu mía nha. Ui 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 ui. Ui nhưng mà bây giờ hình như không phải đúng lúc mà không đúng lúc mà. Bay vô trong ngủ ngủ kén cái. Bây giờ ngồi mình thăm cái chỗ phong mía là nó nổ banh sát giống như hồi nãy nữa đó. Hồi nãy nổ không chết là mừng rồi. U là trời. Tính ra hồi nãy mình cũng hên đó chứ, nó nổ bể cái rương mà nó không nổ banh sát mình á. Nữa này mình gặp Reaper sao mình cay nó thế nhờ. Sử bắn nó. Reaper này không ưa nổi luôn á. Phá hoại không à. Lì lợm phá hoại nè. Lì lợm. Rồi kiểm tra kiểm tra. Kìa mía nó hoạt động rất là tốt hay sao á. Còn mía rải rác trên này luôn nè. Con hút vô hết chưa? Hình như nó hút vô hết rồi. Cũng được khá là nhiều ha. Cái này tuy mình làm có 20 tuần ha, mà nó cho mình khá là nhiều luôn. Chiến này thì làm giàu từ mía rồi. Chuẩn bị thành lập kít kít rồi. Ồ nhưng mà cái máy farm này nó làm hình vuông thì nó bị kiểu đơn điệu quá. Có nên làm cho nó cái máy không ta? Mà máy farm hình chữ nhật là làm cho nó cái máy hình gì giờ? Hay là để cái máy lộ thiên giống như vậy luôn? Thôi chắc giờ hiện tại để cho nó lộ thiên như vậy đi ha. Biết đâu mai mốt mình còn nâng cấp nó lên đụng tít ở trên mây luôn rồi sao? Ủa cũng có thể lắm. Nên mình cứ giữ nguyên cái hiện trạng như vậy đi ha. Nhìn cái máy farm mình như cái chung cư gì đó. Cái này tí mới 10 tầng thôi hả? Mai mốt làm 100 tầng đi. Là nó như cái chung cư chọc trời luôn á. Thôi làm việc với mấy máy farm nãy giờ cũng mệt rồi. Chắc mình sẽ chuyển sang công việc khác làm cho nó xả xì chết một xíu ha. Hôm trước lúc comment á thì có rất là nhiều bạn chỉ mình cách để cho những bác chân làng có thể reset lại những cái món đồ trao đổi. Đó chính là mình sẽ cần phải kiểu như đặt những cái khối liên quan đến nghề của những cái bác ấy ha. Thế nên bây giờ mình sẽ thử trở lại đó để kiểu như là thử reset lại cái mấy bác dân làng này coi coi. Coi coi có chịu bán lại cho mình không. Tại vì bây giờ ví dụ mình muốn đổi sắt lấy ngọc lục bảo thì có một số bác hết chịu đổi rồi. Như bác này nè. Nè hết chịu đổi đó nè. Mình... Ủa bác này là gì? Làm dụng cụ đúng không? Dụng cụ là cái nào trời? Ui chết rồi. Một... Đá mài là bác nào? Bàn rèn hình như là... khó rồi ta. Bây giờ ba cái bác thợ rèn mình quên mất tiêu bác nào liên quan tới cục nào rồi. Có reset lại chưa? À hình như cái bác làm giáp là liên quan tới cái lò. Bác ấy mới nhìn cái lò nè. Nè nhìn cái lò đi bác. Nè bác cho bác cục đá mài.
Hay mình cần dời xích vô ông ta cho bác ấy làm việc luôn. Rồi đó, cho bác ấy cái lò cái bên để làm việc luôn ha. Bác này cho cục đá mài. Ừ, được rồi nè. Trời ơi, đúng là mấy bạn fan của mình chỉ là chỉ có chuẩn thôi. Đó, giờ mình có thể là reset lại rồi. Wow. Rồi lên ganh kim cương luôn, đổi gì đây? Kiếm à. Trời ơi, đổi đồ không xịn lắm nha. Nhưng mà reset lại thì tốt. Có thể cho mình trao đổi thoải mái luôn. Bác này thì sao? Bác này cũng có thể đổi sách nữa nè. Rồi lên ganh đi. Rồi lên ganh kim cương luôn rồi nha. Wow, đổi nguyên bộ, một bộ giáp kim cương cho mình nè. Trong đây thì mình thấy cái ủng là top nè. Ủng có giảm sát thương ghi rơi nè. Còn mấy món khác thì chỉ có chậm hỏng với bảo vệ khỏi lửa thôi. Không tốt lắm. Đó 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 đó. Hồi phục lên nè. Đỡ tiếp thôi. Bác này cũng chuẩn bị lên rank kim cương rồi nè. Xong, đổi cho mình cái gì? Cúp. Cúp gì đây? Trời ơi, cúp hiệu sức 1 mà. Nhưng mà nếu mà có những bác dân làng này thì mình sẽ không cần phải đào kim cương để chế tạo dụng cụ nữa. Chỉ cần đổi ngọc lục bảo là có thể chế tạo ra dụng cụ rồi. Mấy bác này làm giùm mình luôn á. Rất là tiện luôn. Trời đất ơi, bó tay chấm cơm thì chứ. Cho gấu ăn đã rồi quên bấm quay à. Sợ thì chưa để bây giờ mình sẽ làm lại, không sao hết. Bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời đó rồi. Hồi nãy mình cho hai em gấu lên bờ xong rồi cho ăn á. Thế là ra được một em gấu con kìa. Ui, nhạo lộn rồi thấy chưa. Quá là đã luôn. Nè, ăn tiếp đi. Ờ, gấu con cũng muốn ăn nè, cho ăn nè. Ờ, nhưng mà không có bắt kịp cái khoảnh khắc mà chào đời của em gấu này. Hồi nãy mình cho em này lên ăn, cái em này cũng ăn nữa, đâu hai em lại với nhau rồi. Bùm 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 bùm, xong. Ra được một em gấu rất là dễ thương luôn ha. Sao mình kiểu mình bị thích mấy em gấu, gấu con á. Nhìn đúng dễ thương luôn. Hồi nãy còn bơi nữa nha, lúc mà mới chào đời là bơi qua tới bên kia rồi mình phải dẫn. Đó đó, thấy chưa. Cực kỳ thích xuống nước. Đúng là còn nhỏ nên rất là nghịch ngợm á. Sắp tới thì mình sẽ gán mình kiếm một cái chỗ nào đó thiệt là gồng gọng một xíu ha. Để mình làm một chỗ dành riêng cho gấu panda thôi. Để có thể sống một cách thoải mái trong đó. Chứ ở ngoài này thì nó kiểu bị bé quá. Nên không có thoải mái cho gia đình gấu đâu. Sẽ trồng thêm tre để tạo môi trường sống cho gấu ha. Trong lúc rảnh rỗi thì mình đang bay để kiểu như khám phá địa hình xung quanh chỗ mình coi. Còn những chỗ nào thích hợp hay không. Để sắp tới mình còn nhiều dự án xây dựng lắm. Nên bây giờ giống như là công cuộc khảo sát địa hình vậy đó. Ui, bay hồi cái tới chỗ farm bí ngô của mình rồi. Lạng qua đây xíu đi. Coi phía bên này có chỗ nào đẹp đẹp không. Mà tiếc thay là gần nhà mình á, nó không có những cái hang tươi tốt. Phải gần nhà mình mà có cái hang tươi tốt là mình kiểu như biến cái hang tươi tốt đó thành cái nơi ở luôn á. Nói chung thì trong ngày hôm nay mình đã có được một cái máy farm giấy rất là to ha. Đảm bảo là cung cấp nguồn giấy cho mình trong tương lai mà không có sợ bị thiếu hụt đâu. Ngoài ra thì cũng có nhân giống được gia đình gấu thêm một thành viên mới ha. Một bé gấu con rất là dễ thương luôn. Sắp tới có nhiều thế tên thì chắc chắn mình sẽ đặt tên cho những cái em này. Trời ơi, còn hát xì nữa kìa. Bị cảm rồi, nghịch nước chi bị cảm mất tiêu rồi đó. Và trong thời gian sắp tới thì cái biệt thự của mình sẽ suy nghĩ ý tưởng để mình có thể trang trí nốt cái tầng 2 ha. Để thôi nó có được một tầng không thì cũng không có như ý mình lắm. Rồi, và mong rằng những việc đó sẽ sớm được mình thực hiện. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì bye bye.